Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi nhá. Thì cũng khá lâu rồi tôi không quay một cái video nào mà kèm giọng gì cả. Thì cũng bởi vì là bây giờ là kiểu ngại nói, với cả là thi cử rồi là bố mẹ ở gia đình ở xung quanh là cứ kiểu bị chen tiếng vào ấy, nên là không quay bằng mic được. Nên là tôi đã quay một số cái game như kiểu là Friday Night Funkin' để tăng bù trong những cái ngày mà tôi không thể đăng lướt phút được. Và hôm nay thì tôi sẽ review cái sneak peek mà admin vừa mới ra. Thì trước đây cũng có một cái showcase khác là showcase trái ma mút rồi, nhưng mà nó tôi thấy cũng không có gì đặc biệt lắm nên là tôi không quay. Và hôm nay thì nó lại là sneak peek và showcase về kiếm rework cơ. Thì tôi thấy thế hay đấy, bởi vì nó nhiều hơn mà đúng không? Mong muốn cũng chỉ có một trái thôi nhưng mà kiếm mình nhiều cái mà đúng không? Thế cả hôm nay là ngày chủ nhật nên là cũng khá là dễ có thời gian rảnh để quay. Ok, để quay chúng ta sẽ review từng mic kiếm một. Chúng ta sẽ tua qua cái đoạn này. Bởi vì nó sẽ gọi là một cái trailer thôi. Ok, anh em có thể thấy á. Chúng ta hiện là đang có một cái Zoru được làm lại. Đây là Zoru nhá. Thì có thể thấy, mọi người có thể thấy là nó có cái hoạt ảnh cánh rơi nó đang chuyển động và khá đẹp đấy. Admin phải gọi là rất là đầu tư cho cái Zoro nha anh em. Đầu tiên là Katana thì chúng ta sẽ có như này. Về cái thần chiêu Z của nó thì nó vẫn sẽ như thế thôi. Còn về chiêu X thì nó sẽ chém ra một cái đường kiếm màu xanh nhá, kiếm gió nhá. Đấy. Thì trước đây nó sẽ cũng chỉ phè phèn thôi, nhưng mà lần này nó sẽ được làm lại đẹp hơn. À mà với cả là cái video của admin là tôi đã tải về từ trên YouTube rồi để quay cho nó tiện hơn ấy. Cho nên là mọi người sẽ thấy là tôi đang quay ở cái MP4 này. Nhưng mà anh em yên tâm nha, tôi sẽ vẫn để credit của admin ở bên đây. Ok. Tiếp nào. Giờ chúng ta có là đua Katana. Đua Katana thì lúc trước khi mà dùng tiêu Z nó sẽ chỉ chém ra những cái vòng xoáy kiểu xoắn ốc thôi. Bây giờ nó có thể chém ra một cái luồng kiếm gió rất là mạnh, nhiều luồng ấy đấy, như kiểu là quả cầu gió ấy, kiểu thế. Tiếp theo là chiêu X thì chiêu X trước trước đây nó sẽ xấu hơn, kiểu xoắn ốc thôi, bây giờ đẹp đẹp hơn này. Với cả là mấy cái cắt lát với cả Katana sẽ có thêm cái hiệu ứng khi mà lướt đến nhé. Đây này, sẵn 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 này. Đấy, rất là kinh luôn. Tiếp này. Bây giờ thì cái Katana với cắt lát nó sẽ chém đẹp hơn nhé. Nhưng mà vẫn gọi là không được bằng những cái mặt bằng chung của những trái khác, của những cái kiếm khác. Đấy. Rồi chúng ta sẽ có Triple Katana. Chiếc bộ katana thì cái chiêu này nó sẽ chém ra những cái đường chém màu xanh dương. Thì lúc trước là hiệu ứng nó cũng phản phèn thôi, như kiểu là Lego ấy. Ừ, bây giờ nó được làm lại đẹp đẹp hơn, trông nó số động hơn. Yeah, đẹp quá. Này làm lại trông như kiểu là mình chém mắt, chém rách không khí ra ấy. Khá đẹp nhá. Đánh giá cao mấy kiếm làm lại này. Tiếp theo là chiêu Violet Rush chữ X. Là tôi khá là thích cái chiêu này, kể cả khi mà trước khi làm lại và sau khi làm lại, cơ bản nó sẽ lướt đến và chém vào đối thủ. Trước ở cái bản bây giờ thì những cái đường chém nó sẽ có màu xanh lục nhá. Bây giờ thì nó sẽ chém có cùng màu với chiêu Z là màu xanh dương rồi, xanh dương kiểu tí tí than ấy. Đấy, cũng kiểu chém rách không khí, đẹp quái. Tiếp theo chúng tôi có Sharkshaw. Ủa, tôi đánh giá rất là cao cái sắc son này nhá, cũng phải ngang bằng với cái Saber ấy. Bởi vì đây anh em xem này, trời ơi kinh khủng không, đỏ đen rồi là cái luồng âm khí các thứ, kiểu kiểu cái luồng khí đen đen ấy. À, em thấy không, phải có cái luồng khí hơi đẹp vãi. Tôi đánh giá rất là cao cái hiệu ứng kiếm này nhá, mặc dù là chiêu nó hơi phèn tí. Đây cái chiêu này nó không được đẹp bằng chiêu Z này, nó cơ bản nó chỉ xoáy nó ấy thôi. Thế tôi không đánh giá rất cao chiêu này lắm, cũng chỉ là tầm tầm như kiểu là đua Katana thôi. Đấy, xong kiếm rồi.
Tiếp theo là chúng ta có Iron Maze. Wow, tôi thì tôi thấy là cái vũ khí này khi mà được gặp lại nó rất là gọi là đẹp hơn rất nhiều so với phần cũ. Thì lúc trước nó chỉ đập xuống phát thôi, bây giờ đập xuống rồi nó còn phát ra cái luồng khí đi như này, thấy không? Đấy, được phải. Với cái killer combo này thì nó sẽ xoáy là một điểm, sau đó nó sẽ đập xuống chứ nó không đập liên tục như hồi trước. Cứ trước là nó sẽ đập liên tục xong mà thôi, nhưng mà bây giờ đập liên tục xong rồi nó đập cái khác xuống xuống đất nữa, thế là hết tung lên được đấy nhỉ. Thế thế là water shot, cho những ai chưa biết thì cái kiếm này là cái kiếm đánh chúng mọi người đánh rơi ra được ở con ship Warden nhé. Đấy thì cái kiếm này phải gọi là đã là cũng được đấy. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục bàn luận về cái này. Thì khi qua đường shot này, khi mà lúc trước cái chiêu này nó sẽ chỉ là dậm cái xuống hất tung thôi, bây giờ nó sẽ chém quanh xong là hất tung ra. Đấy. Cái chiêu X này thì tôi cũng không được đánh giá cao lắm, cũng chỉ bằng cái song kiếm bình thường thôi. Bởi vì đây anh em xem cái lúc xoáy nó bị bém, với cả hiệu ứng vẫn thế thôi, nó không được điểm hơn lắm, nên là tôi đánh giá thấp như cái kiếm này. Tiếp theo là cái Trident là cái đinh ba đánh được khi mà đấy, được khi mà đánh được cái combo người cá ở dưới đảo người cá nha. Thì cái Trident này chiêu được làm lại tôi đánh giá cao cái này, cái kiếm này. Vì đây chiêu Z là lúc trước nó sẽ chỉ bắn ra một cái dây đỏ đỏ của cái đinh ba thôi, bây giờ nó sẽ bắn ra một cái luồng một cái dây xanh xanh kiểu dây nước ấy anh em. Bây giờ tôi đánh giá rất là cao cái hiệu ứng khi mà lướt đến của cái chiêu Z này. Đây anh em có thể thấy đấy, nó sẽ lướt đến mà nó sẽ có những cái vòng cái xoáy xoáy ở xung quanh ấy đấy, như kiểu là anh em như kiểu là cái Spiky Trident ấy này, rất đẹp nhỉ. Đấy nó có cái những cái bọt biển này, xong là có cái vụ nổ bé bé ở đây được đấy. Đấy. Tiếp theo là cái chiêu Water Pulse thì nó sẽ xoáy lại một điểm xong là nó phát nổ. Trước nó sẽ kiểu nó chỉ phát ra một cái luồng sóng thôi, bây giờ nó sẽ tụ lại rồi nó bắn ra, đấy, nó phóng ra. Tiếp theo là sông sông Ken. Sông Ken thì tôi cũng đánh giá ở tầm trung thôi. Đây anh có thể xem là chiêu Z là sông Bim bắn kiểu nóng băng cũng đẹp. Đấy. Đây cái này cái chiêu X này tôi đánh giá ở tầm trung, bởi vì là nó cũng giống như kiểu là cái triple katana thôi. Đấy. Như này nó cũng chỉ sơ sơ thế thôi, thậm chí là tôi thấy nó cũng không được bằng. Thật là cái ống nước này thì tôi đánh giá cũng rất là cao đấy, bởi vì là chiêu nó được thay đổi. Lúc trước thì cái chiêu Z này nó sẽ chỉ lao đến xong rồi nó chém cho chém, chiêu X thì nó sẽ đập xuống, nhưng mà bây giờ cái chiêu Z nó sẽ lao đến nó tụ lại một luồng lửa xong nó bụt gạch đấy. Còn chiêu X tí nữa anh em sẽ thấy nó khủng như nào. Đấy chiêu X nó sẽ bắn ra một cái con rồng lửa nhá. Ui được vậy, tôi đánh giá cao cái này này, thậm chí là khi mà cháy, khi mà ở lại một cái luồng cháy nó còn bùng lên này này, đấy đẹp cực kỳ luôn, tôi đánh giá rất là cao cái này nhé. Đấy cũng cái đầu rồng đẹp vậy. Tiếp theo chúng ta có Longshot. Longshot tôi đánh giá rất là phù hợp với những ông nào mà yêu thiên nhiên đấy, yêu thiên nhiên kinh của các thứ đấy, bởi vì là hiệu ứng của cái kiếm này nó rất là liên quan đến rất nhiều cây cỏ thiên nhiên nhé. Đấy hồn nhiên như cây cỏ luôn. Lúc trước thì có nhiều ông đoán là cái chiêu X này này nó là cái trái Goro Goro, là cái trái rừng của Tân Đô Đốc Ryukyu ở trong One Piece, nhưng mà thực ra nó lại là cái Longshot cơm, thể ăn nhìn lừa vãi. Nhưng sao cái Longshot này lại liên quan đến cây cỏ được nhỉ? Nếu mà anh em nhớ được là cái kiếm này mà là của ai ở trong phim thì comment xuống nhé, tôi không biết là của ai luôn. Thì và khi mà cái chữ X này nó sẽ khóa đối phương lại, nó sẽ kiểu lôi một cái thằng ở gần mình, sau đó nó sẽ khóa, nó sẽ hất lên đập ấn xuống, nó khóa lại ở đây. Đấy. Anh có thể thấy là như là trói lại đấy. Nếu mà đúng thì nó sẽ là trói lại, bởi vì nó có những cái dây leo xung quanh này nên tôi nghĩ nó sẽ có hiệu ứng trói lại đấy. Nhưng mà nếu mà thế thì bà quá
chắc là nó cũng chỉ hất xuống xong là hất lên hất xuống xong là thế thôi, nó tự chạy thôi, còn đi dây leo cây cỏ này nó để yên lấy sao ấy, nó không biết, nó không rõ nữa. Tiếp theo là cái GTE, thì cái GTE này tôi cũng không đánh giá cao lắm, nó là kiếm của một phó đô đốc trong phim là Smoker, ông này ai cũng biết rồi, đấy, không nói nữa. Tiếp theo là Gravity Kid, cái tôi đánh giá rất là cao cái Gravity Kid này. Đầu tiên là chiêu Z, anh em có thể thấy là khi mà sử dụng chiêu Z thì chúng ta sẽ hút đối phương lại, nó hút lại, bùng vậy, đấy, em thấy không? Rất là hà đẹp luôn. Tôi đánh giá rất là cao cái Gravity Kid này, mà đặc biệt phải là chiêu X. Chiêu X nó không chỉ chiêu của kiếm này thì nó không chỉ rework mà nó còn revamp cho anh em ạ. À, nó không chỉ làm lại, tức là nhầm, tức là nó không chỉ làm lại hiệu ứng mà nó còn làm lại cơ chế hoạt động của nó cơ, kiểu rework revamp đó. Đấy, thì cái chiêu X nó là làm lại của cái chiêu Z cũ, còn những chiêu Z này là chiêu Z mới, tức là chúng ta sẽ không còn cái chiêu mưa tiểu thiên thạch nữa. Và chúng ta sẽ chỉ có một cái chiêu Z cũ và một cái chiêu Z mới thôi. Cái Z cũ thì chúng ta sẽ được đổi thành chiêu X và được làm lại cơ chế hoạt động với cả hiệu ứng của nó. Em có thể thấy là chúng ta sẽ hất tung đối phương lên, sau đó chém rêu nhiều nhát rồi là hất xuống. Đó. Rất là mang tính trọng lực luôn. Đấy. Z thì kéo lại xong là X thì hất lên hất xuống. Đấy. Chúng là rất là đỉnh luôn. Tiếp theo là cái Headed Blade, tức là cái kiếm hai đầu đấy anh em. Thì tôi cũng không đánh giá cao cái kiếm này lắm vì hiệu ứng nó cũng chỉ tầm tầm Katana với cả Cutlass thôi. Đấy. Chiêu Breaking Wind nó cũng thế. Nó cũng chỉ tầm tầm của đùa Katana thôi nên là tôi cũng không đánh giá cao cái kiếm này lắm. Yeah. Nói chung là với một số ông dễ tính thì thấy khá đẹp, nhưng tôi thì không dễ tính lắm. Nên là tôi cũng khá là bình thường. Tiếp theo là Dragon Trident Binh Ba Rồng. Thì cái Dragon Trident này nó là bản nâng cấp của cái Trident mà lúc nãy chúng ta vừa xem rồi đấy. Tôi đánh giá cực cao cái Dragon Trident này luôn. Bởi vì là nó được làm lại rất là đẹp. Quá đẹp luôn. Cả hiện với cả cái cơ chế hoạt động của nó cũng thay đổi nữa. Vậy anh em xem. Bây giờ là cái anh em thấy bột miệng các thứ này đấy. Nó sẽ bắn ra một cái đầu rồng. Xong rồi nó sẽ nổ. Nó nổ ấy, nó nổ thì nó sẽ bắn ra những cái luồng nước rồi là bọt biển các thứ, nói chung là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, kinh khủng. Và đất nhất là chiêu X nhá, anh em xem này. Đấy, chiêu X nó bắn ra những con kiểu con cá ấy, anh em ạ. Tôi dừng lại xem con gì? À, con rồng đấy. Khi mà anh em nhắm tại một điểm nó sẽ phi ra những cái con rồng ở dưới cái điểm đấy xong rồi nó sẽ phi xung quanh. Tôi không biết là những cái điểm kia xung quanh này nó có gây đam không, nhưng mà về mặt hiệu ứng thì tôi đánh giá cực cao cái kiểu kia binh ba này, nó thật luôn. Cái bọc biển nó bay ra các thứ này, xoáy nó các thứ, ui được đỉnh mãi. Mà hiệu ứng nó cũng như kiểu hoạt hình anime cơ, được mãi. Cái game này là như anime nên là nó giống anime là điều dễ hiểu, nên là đừng có ông nào bảo là game bây giờ là nó vui vui nhá. Đấy, có nhiều ông chơi xong là không biết đây là game One Piece hay xong là cứ bảo là game là anime. Đấy, nhiều khi tôi gặp nhiều trường hợp thế. Mà có khi mọi người chưa gặp một trường hợp thế này là nhiều người. Và chúng ta có một cái kiếm ở C3 được làm lại, chính là cái Yama. Tôi cứ nghĩ là nó là kiếm ở C3 nên là nó sẽ không được làm lại đâu, nhưng mà nhiều người đã nhầm. Nó được làm lại và rất là đẹp luôn. Nó được làm lại nói chung là không nhiều lắm, bởi vì nó chỉ thay đổi cái hiệu ứng thôi chứ nó không thay đổi cơ chế hoạt động của nó, như là cái Rabbit Trident hay là một số kiếm khác như là Rabbit Kick. Đấy. Còn về cái Yama này thì chúng ta sẽ có thể chiêu Z nó vẫn thế, nó sẽ xoay vòng mà chém là một cái đường kiếm đỏ đấy. Khá là hay đấy. Nó sẽ có cái hiệu ứng rất kiểu kiểu kim loại mà va chạm nhau, nó sẽ phát ra những cái hiệu ứng tái lửa ra kiểu thế. Đấy. Tiếp theo là chiêu X thì chúng ta sẽ ui kiểu nó tụt lại thôi mà nó lần nó tính ra cái mũi cái lớp xoáy này nó khá là giống cái mũi khoan nhá, kiểu mũi khoan nó khoan xuống ấy để xong rồi nó té lửa ra. Đấy, anh em có thể thấy nó té lửa ra đấy không? Đấy, té lửa ra. Về mặt hiệu ứng thì nó rất là đẹp nhá, tôi cũng chỉ có thể miêu tả được như thế thôi, nhưng mà đây anh em có thể nó té lửa đi vào vàng mà thấy không? Đấy,
tức là khi mà nó tiếp xúc với mặt đất hay là địa hình nó sẽ tóe lửa. Tiếp theo là Tushita. Tushita thì tôi đánh giá rất là cao cái này. Đầu tiên là về phần chiêu Z nhé. Chiêu Z thì lúc trước là khi mà mình tập ra ấy thì nó cũng sẽ không được lực như thế này đâu, nó kiểu là nó bị đơn giản quá ấy. Đấy, bây giờ nó lực quá ấy. Đấy, tất cả cái hiệu ứng nó cũng thon gọn hơn, nó bé hơn, nó đẹp hơn. Đấy, ngoài những cái đồ xung quanh này đấy, hay là còn những ánh sáng lẻ nữa. Đấy, chọc xin cái ui khi mà. Còn chiêu X nha, chiêu X tôi đánh giá cực kỳ cao ở cái lập trình nhiều của nó. Đấy, anh em có thể thấy là khi mà chúng ta sử dụng ở dưới đất thì nó sẽ tạo ra một cái đường X ở đây. Tức là chúng ta sẽ chém hai đường. Tức là về cơ bản thì chúng ta sẽ làm đối phương và chém hai đường kiếm. Thì hai đường kiếm nếu mà chúng ta tiếp xúc ở dưới mặt đất thì nó sẽ hằn lên mặt đất luôn. Vào, rất là kinh khủng nha. Nhưng mà nếu mà anh em từ trên trời em xuống xuống nó sẽ không hằn lên đâu. Nên là, sẽ chỉ hằn lên mặt đất nếu như mà anh em chém ngang thôi. Đấy. Còn anh em chém chéo không được đâu. Và tiếp theo chúng ta sẽ có cái Spiky Trident, là cái Trident tôi đã nói ở lúc nãy. Về mặt hiệu ứng thì có vẻ nó sẽ bắn tùm lum hơn là cái Spiky Trident cũ. Đầu tiên là về chiêu X thì đây anh em có thể thấy là nó bắn tùm lum kinh khủng luôn, và cái hiệu ứng gió cũng rất là đẹp. Đó. Nó đổ cái ui bắn tùm lum luôn. Sợ vậy. Đấy, bắn nổ cái. Nói chung là vẫn thế thôi. Chiêu X cũng thế. Nó vẫn thế nhưng mà nó sẽ đẹp hơn. Đấy, bắn tùm lum kinh khủng luôn. Nói chung là có thể là game sau khi update nó lắc mẽ hò ra đấy. Đấy, em cẩn thận nhá. Ông nào máy yếu là thôi đấy. Đấy. Chung là rất là bắn tùm lum. Tiếp theo cũng là của Shisui. Đoạn này chúng ta sẽ có tam đại bảo kiếm của Zoro. Về mặt hiệu ứng thì tôi cũng không đánh giá cao cái kiếm này lắm. Nhá. Trông kìa, rất là đơn giản. Thậm chí nó còn không bằng cái Gravity Chain cơ. Nói chung là tôi không đánh giá cao cái này lắm, mặc dù nó cái chiêu X nó bắn được khá là sai. Ok, về cái kiếm này thì tôi cũng đánh giá ở tầm trung. Bởi vì là cái hiệu ứng lớp lát đánh của nó khá là đẹp. Đấy. Về mặt sót đen thì hồi trước nó cũng chỉ chém xu ra xung quanh, xong là nó lao đến chậm chậm thôi, bây giờ nó sẽ lao đến, nó chém liên tục. Đấy, tức là được làm lại một tí khá là được. Còn về mặt chiêu X thì ok, tôi đánh giá rất, tôi đánh giá cũng cao đấy. Khá cao thôi, cái chiêu này. Đấy. Thế là cái Saber, cái Saber tôi cực kỳ thích cái hiệu ứng của cái Saber này luôn. Đây anh em có thể xem nhé. Nó chém ra một cái đường kiếm hình chữ thập, mà nó còn có cả cái đấy anh em xem, đấy nó còn có cả những cái tóe sấm tóe lửa điện các thứ nữa này, trời ơi rất là đẹp luôn nhá. Xong là kết thúc nó còn có cái lời lóe hình ngôi sao cơ. Đây còn cái chiều kích này, uầy nó lao đến xong nó còn phá cả địa hình cơ. Đấy, nói chung là tôi tùy mỗi người thôi, mà tôi thấy những cái chiêu này đẹp quá ấy. Nó lao đến xong rồi. Khoan nào. Tôi phát hiện ra một điều gì đấy. À, cái chân Z nhá. Cái chân Z nếu mà bấm thả thì nó sẽ chém ra hai đường chém hình chữ thập. Nhưng mà nếu mà anh em giữ nó sẽ lướt đến. Tôi không biết là nó sẽ chém ra không nhưng mà nó sẽ lướt đến nhá. Wow, cũng được đấy. Lúc trước thì cái chân Z này nó sẽ chỉ đơn giản sẽ lướt đến, xong rồi nó chém ra mấy đường thôi. Bây giờ nó còn giữ các thứ nữa. Được đấy. Tôi không biết là cái đấy là V2 hay là V1 nữa, nhưng mà tôi đánh giá rất là cao. Nếu mà là V2 tôi cũng không phải bàn cãi gì đâu, đẹp phải. Tiếp theo là cái Rangoku, là một trong những cái kiếm mà khiến tôi phải há hốc mồm. Vì sao? Về cái mặt hiệu ứng của chiêu Z thì tôi cũng không đánh giá. Nhưng mà hiệu ứng thì tôi đánh giá cũng cao. Nhưng mà về cái mặt gọi là chiêu thì nó cũng không đánh giá cao lắm, bởi vì là nó không phá được Haki. Yeah. Và tầm thì trông nó cũng khá là bé thôi. Được cái là ở phát chém cuối cùng thì nó sẽ chém ra ba cái đường này. Tôi thấy là nó cũng ra được. Đấy. Cái này nếu mà tôi nhớ không nhầm thì là thức thứ tư ở trong thanh kiếm diệt quỷ. Nhưng mà tại sao trong One Piece lại có thanh kiếm diệt quỷ nhỉ? Kỳ lạ thật. Và đương nhiên là còn có thể hiệu ứng đốt cháy nữa. Và nếu mà anh em dừng đúng lúc thì hãy xem đây, một cái luồng lửa rất là đẹp luôn. Ui, như kiểu là một quả cầu lửa bay đến nhỉ. Đấy, tôi không nhớ là trước đây nó có thiêu đốt không, nhưng mà bây giờ nó có thiêu đốt này. À, hồi trước là có thiêu đốt nhưng mà chỉ có ở chiêu X thôi.
Siêu X thì trước đây nó thiêu đốt ấy, thì nó sẽ chỉ thiêu đốt ở địa hình thôi, chứ nó cũng không thiêu đốt ở trực tiếp tại người chơi như này đâu. Đấy, nó kiểu cháy lửa ấy. Bây giờ nó có thiêu đốt ngay lập tức tại đây này. Được vậy, thiêu đốt nó dính lại đối phương luôn. Và thậm chí trước này có thể bắn được lên trên trời cơ. Còn siêu X tôi đánh giá rất là cao. Thứ nhất là về mặt hiệu ứng, nó cũng tóe lửa thì còn là cái ống nước thôi, không có gì mà phải nói nhiều. Nhưng mà cái mà tôi phải nói nhiều thì là ở cái giữ của nó anh em ạ. Rồi anh em có thể xem nhá. Đây, cái đèn lăn đang tụ lại để giữ này. Đấy, chuẩn bị này. Đấy, đầu tiên nhá, là về cái phần khi giữ. Cái kiếm nó sẽ kiểu nó lé lên ấy. Ủa, tôi cực kỳ thích cái hiệu ứng nhưng mà nó kiểu nó lé lên này luôn. Đẹp vò ra. Trời ơi, kiếm nó kiểu nó lé lên là kiểu nó rất là sáng bóng ấy. Nó kiểu rất sắc bén. Nói chung nó không có nhiều ý nghĩa. Và khi mà chém ra thì anh em nhìn xem nó chém ra một cái bãi siêu to khổng lồ luôn. Ui, nó còn đốt cháy địa hình mà nó to cũng phải bằng khoảng chiêu X với hình của trái dragon bây giờ ấy. Trời, to kinh dị luôn và chắc chắn là nó có thiêu đốt. Có lửa mà không có thiêu đốt thì gọi là nó khá là phế. Nên là chắc chắn nó sẽ có thiêu đốt nhá. Đấy, cái trái này tôi định giá cực kỳ cao luôn. Trái lửa cái thứ. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái vole. Vole thì tôi đánh giá cũng cao đấy. Vì đây, em xem nhé. Thì là thì cái vole thì cái chiêu đây, Lightning Rain nó sẽ tạo ra ba cái luồng sét đánh vào đây thì cái hiệu ứng nó sẽ bây giờ chỉ là cao cái hiệu ứng thôi, còn về mặt chiêu thức thì nó cũng thế. Đây. Cái chiêu X nó vẫn sẽ là bắn ba cái đường sấm sét từ trên cao xuống. Còn chiêu Z thì giá hiệu ứng cũng đẹp hơn thôi, không có gì nhiều. Và chúng ta sẽ cùng đến với kênh Qua Live V2 tôi cũng không đánh giá cao về trên mặt hiệu ứng lắm. Còn về mặt chiêu thức thì giá cũng như bản cũ thôi, cũng là khống chế tốt. Đấy, bắn ra hai cái luồng sấm sét. Cái Qua Live V2 tôi đánh giá cao cái phần mà nó khi mà nó đánh xong nó sẽ để làm cái vết nứt sấm sét ở đây này. Đấy, nói chung là cũng rất là được nhá. Đấy, còn về mặt hiệu ứng bắn sấm sét thì tôi cũng không đánh giá cao lắm, vì nó khác chó gì mà bản cũ đâu đúng không, nó cũng chỉ sáng sáng lên thông tí thôi. Tiếp theo là chúng ta có Electric Prison. Electric Prison thì nó kiểu như nhà tù ấy. Đấy, đúng kiểu nhà tù luôn. Lúc trước là nó sẽ chỉ kiểu nó tạo ra một cái cầu sét xong rồi nó khóa đối phương, nó trói lại thôi. Giờ anh em nhìn xem, nó cũng là cái cầu sét nhưng mà nó kiểu nó bắn địa xung quanh ấy. Tức là kiểu cái tầm ảnh hưởng của cái tầm ảnh hưởng của nó sẽ là cả bốn cái đường sét bé bé này. Đấy, thì tôi nghĩ là ông nào ở gần thì chắc chắn là sẽ bị đánh trúng rồi, đương nhiên nhá. Ui, và tôi đánh giá cực kỳ cao cái Midnight Blade nha. Ui, thế đẹp mãi. Cái Midnight Blade phải gọi là hiệu ứng như kiểu là portal mà nâng cấp luôn ý. Trời ơi, nhìn xem. Đấy, trời, nó khóa đối phương lại một quả cầu xong rồi nó bắn đi bắn lại các chiều không gian rồi là đỉnh mãi hòa, nó bùng chiếu khách. Trời đất ơi, anh em nhìn xem đấy, nó ra một cái quả cầu rồi là nó bắn ra các chiều không gian rồi là ngôi sao đi ăn. Trời ơi, nó đỉnh vãi hòa ra, thật sự ấy, kinh khủng sự luôn. Cái chiêu X này tôi không đánh giá cao được bằng chiêu Z, bởi vì nó cũng chỉ là lướt đến thôi. Đấy, lướt đến và tạo ra một cái đường chém này thôi, nhưng mà tôi đánh giá cực kỳ cao vào chiêu Z này. Trời ơi, nó đẹp phải gọi là ăn đứt Saber luôn ý, kinh khủng luôn, ăn đứt Saber với cả Joru luôn. Trời ơi, đây là Zoru bây giờ, không nói Zoru gặp lại được, gặp lại tôi không biết nha. Về phần Coco thì tôi không đánh giá cao lắm về cái mặt làm lại cái kiếm này. Bởi vì là, anh có thể thấy là nó không khác gì bạn Vũ là mấy, nó chỉ thêm một số cái hiệu ứng như kiểu là hiệu ứng vũ khí thôi. Đấy, thì cái mặt nó bắn ra thì tôi đánh giá gọi là cũng tầm trung bình. Bởi vì lúc trước thì cái tia điện nó sẽ không được uốn như này đâu. Nó sẽ kiểu nó té té ra
cái kiểu là anh em lấy một cái thanh kim loại thủy tinh xong lại anh em chép vào với nhau, nói chung là xấu. Còn về bây giờ còn cái hiệu ứng làm lại thì da đẹp quá. Tiếp theo là cái Misento. Misento thì tôi nhớ là hồi trước là cái à không bây giờ cho bây giờ là cái chiếc Z là nó sẽ bắn ra chém ra những cái đường chém V2, nó sẽ chém ra những cái luồng sóng. Tôi không biết là đây là V1 hay V2 nữa, nhưng mà tôi thấy là hiệu ứng này rất là đẹp. Ê, nếu mà ông nào để ý nhá, là sẽ thấy là cái hiệu ứng chiêu Z của Rengoku và chiêu Z của Misento nó rất là giống với hiệu ứng chiêu Z của Mammut, cũng là bắn ra ba cái đường chém, nhưng mà được cái là Mammut là đường chém to hơn, với cả nó sẽ chạy lâu hơn chứ nó không được bé bé như thế này đấy, với cả nó cũng tồn tại lâu hơn nữa, còn tồn tại vẫn nứt nhưng mà này nó như cũng tồn tại đấy. Và cái chiêu X thì tôi đánh giá cũng cao cái chiêu X này. Chỉ hồi trước nó sẽ bắn ra một cái quả cầu thôi mà nó cứ nổ dư ở cái chỗ đấy. Bây giờ thì sao nó sẽ đập vỡ màn hình ra. Đấy, đập vỡ màn hình ra xong rồi nó sẽ hất tung. Đấy, vẫn là bắn quả cầu mà nó sẽ không dư nữa, nó sẽ hất tung luôn. Đấy, tức là chúng ta sẽ không phải để đối phương đứng ở đấy thêm một lúc nữa. Nó mới gây đủ sát thương được, nó sẽ gây sát thương luôn. Tiếp theo là cái Chu Triple Katana thì tôi đánh giá rất là cao cái hiệu ứng cái kiếm này. Anh có thể thấy là cái chiêu Z khi mà la đi đấy, nhưng mà hình như là nó cũng chỉ giống là cái chiếc bộ katana thôi đúng không? Ừ, như thế. Ok, và cái tôi đánh giá cao nhất là ở cái chiêu X này, trời ơi nó như kiểu là cái nó như kiểu là cái chiêu của Zoro ấy, à không, Zoro là chiêu màu tím đúng không? Nhưng không nhầm là thế. Cái này nó sẽ giống cái thức thứ 8 trong hơi thở của nước Yusu no Jaba thôi, cái dự quỷ ấy. Đấy, anh em xem này, trời ơi lúc xoáy kiểu là lúc xoáy nước ấy, không phải lúc xoáy gió đâu. Đấy, đỉnh vãi. Nói chung là bây giờ, nói chung là đợi cả năm thì cũng không uổng công đúng không? Đấy, hiệu ứng mà gọi là rất là đẹp luôn. Đấy, còn có thêm về hiệu ứng với sách không gian là các thứ này, trời ơi. Nhưng mà tôi vẫn đánh giá cao cả như là biết thôi, như là biết phải gọi là cực phẩm luôn. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một tên trùng cuối rất là cao to đen hôi, đúng nghĩa đen đấy. Và anh em có thể thấy là nó còn khi kiếm nó còn có cái hiệu ứng e jump nữa. Đấy, anh em có thể xem khi mà cầm cái kiếm này mà nhảy e jump thì nó sẽ rêu hồng hồng này đấy. Nói chung là tôi không biết là nó có gây nam không, nhưng mà yeah, khá là đẹp đấy. Và về phần hình ảnh kiểu về phần kiểu cái ngoại hình của cái kiếm ấy thì trông khá là giống với cái phim kiếm trong phim kiếm hiệp nhá. Có thể thấy hiện nó rơi đấy, đấy kiếm. Và về phần chiêu Z thì nó gọi là vẫn sẽ thế thôi, mà nó sẽ đẹp hơn một tí. Đồng thời là khi mà tung chiêu nó sẽ để lại một cái vết hằn ở dưới đất như kiểu là Tushita vậy, Tushita Misato các thứ. Đấy, nói chung là tôi đánh giá cao nhé. Đấy, và giữ thì nó cũng sẽ lao đến như thế thôi. Còn về phần chiêu X thì tôi cũng không đánh giá nó cao lắm, bởi vì là cũng thế thôi, nó không được đẹp lắm mấy. Đây anh có thể xem, đấy nó sẽ chỉ chém ra một cái đường nó y hệt bản cũ luôn, nhưng mà được cái là khi mà bắn ra nó sẽ để lại cái đường vừa xanh xanh này. Đấy, nó có để lại những cái vẻ xanh xanh nhé. Đây này. Nhưng mà tôi cũng không đánh giá cao lắm. Tôi đánh giá rất là cao cái hiệu ứng khi mà giữ của cái double blade này. Trời ơi, giữ nó tụ lực lại đấy như này. Đó, phóng ra. Mà tốc độ nhanh lắm nhá, nhanh gấp như là gấp đôi gấp ba lúc không giữ ấy. Đấy. Hiệu ứng thì nó còn có đen đen nữa. Đấy. Lúc trước thì chỉ có mỗi cái chiêu Z này nó có cái hiệu ứng xanh đen thôi. Bây giờ cả Z nó cũng có này. Đấy. Nói chung là tôi cũng không đánh giá cao cái đắp lây lắm. Nhưng mà nha. Thế rồi. Ok. Và bây giờ tôi sẽ so sánh cái điểm phận. Tôi sẽ so sánh một số thanh kiếm ở dạng thức tỉnh. Ở dạng làm, đã làm lại và chưa làm lại nha.